sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Vingroup từng thoái lui những lĩnh vực nào? Là một trong những doanh nghiệp đa ngành lớn nhất Việt Nam, Vingroup cũng từng phải thoái lui khỏi nhiều lĩnh vực kinh doanh đặt ra rất nhiều tham vọng. Trong thông báo mới nhất từ Vingroup, tập đoàn này cho biết đã chính thức rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không từ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Tập đoàn cũng đã gửi văn bản lên Bộ Giao thông Vận tải xin chấm dứt dự án Viper Air. Đây là dự án mà Vingroup mới công bố nửa đầu năm trước, hồi tháng 7 2019 và chưa đi vào vận hành. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nuôi tham vọng lớn trong lĩnh vực hàng không khi dự tính chi ra 4.700 tỷ đồng vốn đầu tư cho hãng hàng không Vinpearl Air, riêng vốn chủ sở hữu là 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau chưa đầy 5 tháng công bố, tập đoàn này đã phải thoái lui với lý do tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu chiến lược là công nghệ và công nghiệp. Tham vọng tập đoàn tài chính Vincom. Hàng không phải là lĩnh vực đầu tiên mà Vingroup đặt tham vọng nhưng chưa kịp vận hành đã phải rút lui. Trước đó, tập đoàn này đã phải thoái lui ở nhiều lĩnh vực lớn như tài chính, chứng khoán, bán lẻ, thời trang. Giai đoạn 2007-2008, khi thị trường chứng khoán Việt đang ở những thời điểm rực rỡ nhất, VN Index tăng liên tục vượt ngưỡng 1.000 điểm, Vingroup đã đặt tham vọng gia nhập thị trường với tập đoàn tài chính Vincom. Trong đó, tập đoàn tài chính này sẽ kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ. Vingroup thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ về nhân sự cho tập đoàn tài chính này là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực. Đây cũng là thời điểm mà Vingroup khi đó vẫn mang tên Vincom đang rất dồi dào về nguồn vốn khi vừa niêm yết hai cổ phiếu VIC của Vincom vào tháng 9 2007 và VPL Vinpearland vào tháng 1 2008. Cũng chính bộ đôi cổ phiếu này sau khi niêm yết đã đưa ông Phạm Nhật Vượng vào danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán khi đó. Tuy nhiên, 2007-2008 cũng là giai đoạn khủng hoảng tài chính của Mỹ lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán Việt vào cuối 2008 đầu 2009. Chỉ trong vòng vài tháng, VN Index rơi từ vùng 1.200 điểm xuống còn hơn 300 điểm vào tháng 3-2009, tức là giảm gần 4 lần giá trị. Thị trường ngân hàng cũng chứng kiến những biến động lãi suất rất lớn. Năm 2008, chính sách thắt chặt tiền tệ của cơ quan quản lý gắn liền với sự căng thẳng về thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Lãi suất huy động Việt Nam đồng có kỳ biến động mạnh nhất vào giữa năm 2008. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lên tới 43% trên năm, lãi suất huy động từ người dân sấp xỉ 19-20% một năm, còn lãi suất cho vay tối đa thì cũng 21% trên năm. Trước diễn biến này, Vingroup đã phải tuyên bố hủy kế hoạch tham gia vào mảng tài chính của mình. Lĩnh vực liên quan duy nhất Vingroup tham gia khi đó là chứng khoán với công ty chứng khoán Vincom SC, thành lập từ năm 2007. Ra đời vào giai đoạn thị trường thăng hoa, nhưng sau 2 năm vận hành thì thị trường chứng khoán Việt thoái trào, Vingroup đã phải thoái vốn khỏi Vincom SC vào năm 2011. Hiện công ty chứng khoán này đã được đổi tên thành công ty cổ phần chứng khoán IB với cổ đông lớn nhất là công ty cổ phần FTG Việt Nam nắm 17% vốn. Lãnh đạo Vingroup cho biết lý do rút khỏi lĩnh vực chứng khoán do công ty hoạt động không tốt, liên tục không đạt chỉ tiêu và kế hoạch đặt ra. Việc thoái vốn khỏi Vincom SC cũng chính thức kết thúc tham vọng của tập đoàn này trong lĩnh vực tài chính. Thoái lui khỏi lĩnh vực bán lẻ. Vingroup cũng từng mở ra nhiều dự án kinh doanh khác nhau như VinDS, VinLink, VinExpress, VinFashion, nhưng đều sớm phải rút lui không sau đó. Đơn cử như VinFashion được thành lập từ năm 2014 thì sau một năm đã thoái lui, tương tự là VinLink, VinExpress. Mới đây nhất, tập đoàn này đã tuyên bố thoái lui khỏi mảng bán lẻ và thu hẹp hoạt động thương mại điện tử. Khác với tài chính, bán lẻ được Vingroup khởi động từ năm 2013 với việc thành lập Vinmart và Vinmart Plus. Đến tháng 10-2014, tập đoàn này mua lại 70% cổ phần công ty Ocean Retail, chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Ocean Mall và đổi tên thành công ty cổ phần siêu thị Vinmart. Cùng với đó là việc sáp nhập các siêu thị của Ocean Mall và mở mới tới hàng loạt các siêu thị điểm bán. Bán lẻ đã trở thành mảng đầu tư lớn thứ hai tại Vingroup sau bất động sản. Mảng kinh doanh này nhanh chóng trở thành nguồn thu lớn thứ hai từ 2015 khi đóng góp gần 13% tổng doanh thu hợp nhất. Trong năm 2019, với 3.022 điểm bán lẻ, chuỗi Vinmart và Vinmart Plus đã mang về cho tập đoàn này khoảng 26.000 tỷ doanh thu. Tuy nhiên,
thì mảng này lại vẫn lộ EBITDA hơn 2.100 tỷ đồng. Những năm trước đó, doanh thu đều sấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ trên năm, nhưng bán lẻ của Vingroup thường xuyên báo lỗ tới hàng nghìn tỷ trước thuế. Với mục tiêu dồn lực cho sản xuất và công nghệ, Vingroup đã chấp nhận chuyển giao hai chuỗi bán lẻ này cho Masan và thoái lui khỏi bán lẻ sau hơn 6 năm đầu tư. Thay vì quản lý trực tiếp, Vingroup sẽ đóng vai trò cổ đồng góp vốn cho công ty mẹ vận hành chuỗi Vinmart và Vinmart Plus và quyền chi phối thuộc về Masan. Không chỉ thoái lui khỏi bán lẻ, thương vụ sáp nhập với Masan cũng đồng thời chuyển giao mảng nông nghiệp công nghệ cao tại Vineco. Cùng với đó, Vingroup đã tuyên bố giải thể Vinpro và sáp nhập Adroid về VinID. Tương tự như Vinmart và Vinmart Plus, chuỗi điện máy Vinpro nằm trong chiến lược bán lẻ của Vingroup. Thời điểm mà tập đoàn này mở rộng đầu tư bán lẻ, Vinpro cũng được đổ tới hàng nghìn tỷ đồng để mở rộng và cạnh tranh thị phần với hai đối thủ lớn nhất của mình, đó là Thế giới di động và Nguyễn Kim. News.zing.vn, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.